Ok, thì hôm nay Đức Hoàng BK sẽ lên cho quý anh chị em xem một chiếc Wachak mới về bên mình 2020. Rất là xịn luôn, máy dầu à máy số tự động. Hai cầu nhá. Đó, máy dầu hai cầu số tự động 2020. Rất là xịn luôn. Đó, mọi người thấy chưa? Con này thì bao phê luôn nhá các bác. Dầu hai cầu số tự động ạ. 2020 Wachak và phiên bản màu đen. Rất là mới và xịn luôn. Mới về bên mình sáng nay nhá, còn nguyên xi. Còn rất là bẩn này, chưa dọn rửa gì cả. Đấy, để nguyên zin cho anh chị em xem. Và xe này còn zin theo xe luôn đấy ạ. Đây, đầu tiên là để phần lốp như là lá răng đa chấu sơn bạc. Rất là xịn sò luôn. Đấy, dòng bán tải như thế này thì vượt đồi các kiểu đường xa hay đường gập ghềnh thì là quá là ok luôn nhá các bác. Đấy, biển 14. Em chưa quên mất là biển 14 là biển ở đâu rồi. Màu đen này vẫn còn bẩn nguyên, vừa mới đi về sáng nay luôn này. Đó, máy dầu hay cầu số tự động 2012 biturbo. Mình quay một vòng qua ngoại thất cho các bác cùng xem nhá. Đây là về thùng sau nhá, thùng sau của xe này rất là mới này. Đó, mọi người thấy chưa? Rất tiện cho những anh chị em nằm mà chở nhiều đồ này. Đây là về hàng ghế sau nhá, hàng ghế sau này. Đó, mọi người thấy chưa? Gối luôn, có cả gối luôn. Ghế rất là căng luôn ạ. Đấy, hầu như không chưa có người ngồi, hàng ghế thứ ba rất thoải mái và rất là cao. Rất là cao nha các bác. Đây, bệ thịt tay. Giá để cốc. Hàng ghế thứ ba rất là thoải mái luôn nhá. Đây. Ok. Thì bây giờ mình sẽ đến với hàng ghế lái. Đây là về hàng ghế lái nha. Đấy, mình sẽ vào đây ngồi trực tiếp cho các bác xem. Để xem là chiếc này cùng bật xe lên xem là Udo bao nhiêu. Cũng như là đây, màn hình 6 inch, biểu tượng con rắn. Ôi, đẹp thế nhỉ. Đó, chiếc này thì không phải bàn rồi. Đây nha, khi mình để lên này, mọi người thấy chưa? Đây là Udo của chiếc xe nhá. 2,5 vạn. Đấy, xe mới đi được có 2,5 vạn thôi. Đây này, nguyên zin luôn nhá. Nguyên zin theo xe luôn. Đó. Điều hòa, ôi, chứ điều hòa lạnh thế nhỉ. Đây. Nội thất chiếc xe cũng không có gì thay đổi nhiều và vẫn còn nguyên. Mình sẽ kiểm tra một vài chỗ trong này xem có gì không nhá. Chẳng có gì luôn. Ủa. Trời ơi, trong này thì có mấy tượng của cậu bé cười đấy các bác ạ. Ok. Thì đấy là về nội thất của chiếc xe. Đó. Màn hình giải trí cũng như là điều hòa trung lập à, độc lập. Thì bên mình đang mong muốn một cái giá chiếc này rất là hời và nổi cho quý anh chị em nhá. Đấy, một cái giá gọi là rất là tuyệt vời luôn. Nó là 888 triệu. 888 triệu cho một em Ford Ranger. Máy dầu hai cầu số tự động này, chiếc Wachak này. Đấy, Ford Ranger Wachak. Mà 888 triệu, đấy mới chỉ là giá chào thôi nha các bác. Bên mình còn giảm rất là sâu cho quý anh chị em nào thiện chí mua xe ạ. Đấy, rất là sâu cho anh chị em nào mà thiện chí mua xe nhá. Hỗ trợ rút giấy tờ sang tên cũng như là biển bảng cho quý anh chị em luôn. Đấy là thỏa thuận giữa hai bên. Ok. Thì anh chị em nào mà quan tâm ý, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình là 0368 916 875, hoặc đến trực tiếp địa chỉ showroom là số 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, để trải nghiệm thực tế hơn về chiếc xe này, để biết thêm nhiều chi tiết hơn nhé. Số điện thoại và địa chỉ mình sẽ để ở cuối clip cho mọi người cùng tham khảo ạ. Đấy, mình sẽ để ở cuối clip nhé. Anh chị em nào tham khảo thì liên hệ trực tiếp và hỏi giá mình luôn, mình sẽ báo giá trực tiếp cụ thể hơn để hai bên cùng chốt xe nhá. Hoàn toàn có thể chốt online được và giao hàng tận nơi cho quý anh chị em nằm ở xa. Lời cuối cùng em xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của em. Đấy, mọi người cho em xin một lượt đăng ký ạ, cũng như là một lượt yêu thích chiếc xe để em động lực hơn làm nhiều chiếc xe khác cho mọi người.
thì ngày mới em xin chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ và mát mẻ nhá. Trời hôm nay hơi mưa mưa một chút đấy ạ. Em xin chân thành cảm ơn toàn thể các anh chị em. Hẹn gặp mọi người trong những clip lần sau.